đội nhà trắng tay rời giải, truyền thông Malaysia than vãn tại U23 Việt Nam. Sau trận thua 1-2 trước U23 Kuwait ở lượt đấu cuối bảng D U23 châu Á tối ngày 23 tháng 4, truyền thông Malaysia bất ngờ nhắc đến U23 Việt Nam. Việc cùng bị loại sớm sau hai lượt đấu khiến màn chạm trán giữa U23 Malaysia và U23 Kuwait chỉ còn mang tính thủ tục. Tuy nhiên, huấn luyện viên của hai đội đều đặt quyết tâm giành 3 điểm, dành tặng những cổ động viên luôn theo dõi hành trình của các cầu thủ. U23 Malaysia được đánh giá nhỉnh hơn nhưng sau 90 phút đã phải nhận thất bại 1-2. Đại diện Đông Nam Á không thể hiện được nhiều điều, chỉ kiểm soát bóng 45% và nhận đến 12 cú sút của U23 Kuwait. Cuối hiệp 1, đội bóng của huấn luyện viên Garrido còn nhận liên tiếp hai bất lợi. Đầu tiên, thủ thành Sheikh Izzan nhận thẻ đỏ trực tiếp vì phạm lỗi nguy hiểm với An Wadi của U23 Kuwait. Tiếp đến, mảnh hổ Mã Lai cũng chịu bàn thua ở phút bù giờ thứ 14. Chơi cố gắng trong hiệp 2 nhưng U23 Malaysia tiếp tục để U23 Kuwait nhân đôi cách biệt ở phút 60. Haki Ajim rút ngắn tỷ số 3 phút sau đó nhưng nó là không đủ để U23 Malaysia nhận thất bại chung cuộc 1-2. U23 Malaysia, FAM, thi đấu thất vọng và thua 1-2 trước Kuwait. U23 Malaysia lần thứ 2 liên tiếp rời giải với 0 điểm. Trước đó, ở giải U23 châu Á 2022, kỳ giải U23 Malaysia nằm cùng bảng với U23 Việt Nam, họ cũng bị loại với kết quả 3 trận thua. Sau chiến tích vào đến tứ kết U23 châu Á 2018, U23 Malaysia vẫn chưa một lần có niềm vui thắng trận. Tờ Malamiali bình luận, bóng đá Malaysia lại phải chịu thêm một thất bại nữa khi những mảnh hổ trẻ bị loại khỏi giải U23 châu Á. Đáng nói hơn, nó đến sớm, sau trận thua 0-2 trước U23 Việt Nam ở lượt đấu thứ 2. Chúng ta còn đắng cay rời giải với 2 bàn tay trắng, 0 điểm, 6 bàn thua, 1 bàn thắng. Đây là những dấu hiệu không tốt cho tương lai của bóng đá Malaysia. Đội U23 quốc gia lần thứ 2 liên tiếp không thể vượt qua vòng bảng. Malaysia cũng chịu chung số phận như giải đấu 2022 ở Uzbekistan. Có lẽ bóng đá trẻ Malaysia cần một cuộc cách mạng lớn để theo kịp Việt Nam, Indonesia. Những đầu tư cho bóng đá trẻ chưa thật sự thành công, lứa cầu thủ tài năng cũng nhanh lụi tàn. Những ngày qua, các nhà phê bình của bóng đá Malaysia liên tiếp chỉ trích các cầu thủ không đáng phải chịu cảnh đó. Các cầu thủ Malaysia, áo vàng, bị ảnh hưởng tâm lý sau trận thua U23 Việt Nam, sau trận thua U23 Uzbekistan, đâu là những điểm yếu U23 Việt Nam cần khắc phục. Trong khi đó, tờ The Star lại bất ngờ nhắc về U23 Việt Nam sau khi U23 Malaysia thua Kuwait 1-2. Tờ này cho rằng việc để thua 0-2 trước những chiến binh sao vàng ở lượt đấu thứ 2 đã ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý cầu thủ Malaysia. Tờ này đánh giá, thua U23 Việt Nam ở lượt đấu thứ 2 đã phá hỏng tất cả những kế hoạch của U23 Malaysia. Các cầu thủ đánh mất tinh thần, thậm chí U23 Malaysia còn phải hủy buổi tập vì cầu thủ bị ảnh hưởng tâm lý. Mọi người đều kỳ vọng trận gặp U23 Kuwait ở lượt đấu cuối sẽ giành chiến thắng, như một liều thuốc xoa dịu niềm kiêu hãnh vốn đã bị tổn thương của U23 Malaysia. Nhưng rồi diễn biến trên sân An Yanup vào ngày 23 tháng 4 một lần nữa khiến vết thương của toàn đội thêm nặng nề. U23 Malaysia rời giải với thất bại 1-2. Sau trận đấu với U23 Kuwait, trung vệ Adam Apka đã thay mặt toàn đội xin lỗi cổ động viên. Tuy nhiên, làn sóng chỉ trích màn trình diễn của các cầu thủ tại nước này vẫn đang tăng lên. Thậm chí, nhiều cổ động viên còn đòi sa thải huấn luyện viên Garrido vì không để lại bất kỳ dấu ấn nào kể từ khi nắm quyền ở đội U23 Malaysia. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.